Xin chào các bạn Mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn Nội dung cuốn sách Hội nghị Geneva về Đông Dương Năm 1954 Góc nhìn của người trong cuộc Tác giả Nguyễn Minh Tiến Giai đoạn 3 Lần lượt các ngoại trưởng trở lại Geneva để họp tiếp Đầu tiên là Molotov trở lại Geneva Tiếp đến là Eden, Pierre, Mendes-Friends Chu Ân Lai, Hoàng Văn Hoan, đây là giai đoạn hoạt động sôi nổi và gây go xung quanh các vấn đề giới tuyến quân sự tạm thời, vấn đề tổng tuyển cử ở Việt Nam, vấn đề Lào và vấn đề Campuchia, vấn đề Ủy ban quốc tế giám sát và kiểm soát việc thi hành hiệp định, vấn đề ra bản tuyên bố chung. Phần lớn các bên đàm phán tay đôi hoặc có các cuộc họp riêng gồm đại diện của 3, 4 hoặc 5 đoàn để bàn những vấn đề ý kiến còn khác nhau để đi đến thỏa thuận cuối cùng vào ngày 21 tháng 7 năm 1954. Ngày mùng 8 tháng 7, Lý Khắc Nông, quyền trưởng đoàn Trung Quốc, gặp đại sứ Travel. Travel nói Việt Nam dân chủ cộng hòa đòi giới tính quân sự tạm thời ở vị tuyến 13. Nhưng Pháp đang xây dựng một dự thảo, một giải pháp toàn bộ trong đó có thể nêu nguyên tắc về một giải pháp chính trị sau này ở Việt Nam và Phạm Văn Đồng đã chú ý đến ý đó. Lý Khắc Nông cho đó là một điều tích cực. Nhưng Travel cho rằng Việt Nam đưa ra yêu cầu về khu tập kết của Pathet Lào là đã gây ra những khó khăn cho hội nghị. Lý Khắc Nông liền nói thái độ của Việt Nam là đáng tiếc. Điều duy nhất mà Trung Quốc tha thiết là không có căn cứ quân sự Mỹ ở Đông Dương. Nếu đạt được điều đó thì Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ Pháp trong đàm phán. Ngày 9 tháng 7, họp bí mật về quân sự, đồng chí Tạ Quang Miểu nói mỗi bên nên nhượng bộ một chút Việt Nam sẵn sàng chấp nhận vĩ tuyến 14 trên Quy Nhơn, đối với Pathet Lào thì phải có nửa nước, còn đối với Campuchia thì cũng phải có các khu vực tập kết cho lực lượng kháng chiến như đã nêu. Cùng ngày 9 tháng 7, trong hội nghị họp hẹp, Mỹ yêu cầu cho Lào và Campuchia được nhận vũ khí nhân viên quân sự nước ngoài và cho nước ngoài được lập căn cứ quân sự ở đất nước mình khi an ninh bị đe dọa. Mỹ cũng yêu cầu để cho Lào và Campuchia được ủy quyền tự do lựa chọn nước để nhập khẩu vũ khí và yêu cầu nhân viên quân sự giúp. Trung Quốc nêu nguyên tắc Lào, Campuchia chỉ được nhập vũ khí đủ để tự vệ, không được có có căn cứ quân sự nước ngoài. Liên Xô ủng hộ ý kiến của Trung Quốc và nhấn mạnh thêm không được tích trữ vũ khí để đe dọa các nước láng giềng. Cũng ngày 9 tháng 7, Hồ Chủ tịch điện cho đoàn ta cho Pháp dùng đường 9 để ta giữ liên khu 5. Ngày mùng 10 tháng 7, đồng chí Molotov gặp Eden nhấn mạnh là Campuchia phải cam kết không tham gia liên minh quân sự, không được có căn cứ quân sự nước ngoài. Eden thì phản đối việc chia cắt và phân chia chủ quyền của Lào và Campuchia. Ngày mùng 10 tháng 7, từ Bắc Kinh chuân lai điện cho phái đoàn Việt Nam thúc Việt Nam nhượng bộ thêm về vị trí quân sự tạm thời phân chia khu vực Việt Nam, Lào và Campuchia về quyền hạn của Ủy ban quốc tế để chóng đi đến hiệp nghị. Chu Lai cũng không tán thành Việt Nam giữ liên khu 5, cho rằng không nên đưa vấn đề này thì tốt hơn vì đưa ra sẽ phức tạp. Như vậy là điện của Hồ Chủ tịch gửi cho đoàn ta qua điện tín của Trung Quốc. Chu Lai đã nắm được nên kịp thời điện cho ta không nên giữ liên khu 5. Trong ngày 10 tháng 7, có họp quân sự về Campuchia phiên thứ hai đồng chí Tạo Cám Biểu nhắc lại lời đồng chí Phạm Văn Đồng ngày 28 tháng 6. Nếu quân tình nguyện Việt Nam còn thì sẽ rút, nhưng Nia Tích Long không thừa nhận có phong trào kháng chiến Campuchia và nói không có chiến tranh ở Campuchia mà chỉ có sự bất an do việc quân đội Việt Nam xâm nhập gây ra. Cùng ngày, Mendes France gặp Molotov. Mendes France nói vị tuyến 18 là vị tuyến ngắn nhất. Nhưng Molotov không quan tâm đến vấn đề này mà chỉ quan tâm đến vấn đề ý đồ của phương Tây muốn lập liên minh phòng thủ châu Âu, CED. Nhưng Menev France cũng lở đi không tranh luận. Ngày 11 tháng 7, đồng chí Phạm Văn Đồng gặp Menev France và nói rõ là Việt Nam đưa ra vị tuyến 14 là một nhân nhượng lớn. Nhưng Menev France vẫn không chịu. Cùng ngày 11 tháng 7, Mendes France họp đoàn Pháp đánh giá A. Việt Nam có những nhân nhượng như bàn về quân sự trước, đưa ra nguyên tắc chia cắt Việt Nam vào ngày 25 tháng 5, đồng ý trong Ủy ban quốc tế đa số thuộc nước không cộng sản, đồng ý tách các vấn đề Lào, Campuchia, Việt Nam, B, nhưng còn tồn tại các vấn đề Vĩ tuyến nào, thời hạn rút quân, tổng tuyển cử quyền lợi của Pháp ở miền Bắc Việt Nam, thành phần của Ủy ban quốc tế, sự tham gia của đoàn và hội nghị, hình thức các văn bản. Cùng ngày 11 tháng 7, Mỹ cử đại sứ Dillon từ Paris mang thư của Dulles sang Geneva gặp Mendes France, tỏ ý lo ngại Pháp không muốn đạt tới giải pháp phù hợp với 7 điểm Mỹ đã thỏa thuận với Anh. Mendes France đã giải thích quan điểm của mình. Ngày 12 tháng 7, Diệm tuyên bố với Hớt chống chia cắt Việt Nam, Pháp đề nghị Ủy ban quốc tế gồm nước trong nhóm Colombo, một nước phương Tây và một nước cộng sản. Cũng ngày 12 tháng 7, Chu Ân Lai trở lại Geneva, Men France gặp Chu Ân Lai lần thứ hai, bênh vực cho vị tuyến 18 và giải thích rằng Pháp phải bỏ nhiều vùng trên vị tuyến này để đổi lấy khu 5 mà Việt Nam cần phải bỏ. Men France còn nhấn mạnh vị tuyến 18 là cửa ngõ của Trung Kỳ. Chu Ân Lai nói mỗi bên cần phải thêm một vài bước để về phía bên kia. Điều đó không có nghĩa là số bước hai bên là ngang nhau. Chuẩn lại khuyên Mendes France nên gặp Phạm Văn Đồng. Ngày 13 tháng 7, đồng chí Phạm Văn Đồng tiếp Mendes France, tỏ ý lo ngại. Mendes France sớm về Paris, đồng ý lấy vị trí 16 làm giới tuyến quân sự tạm thời. Nhưng Mendes France không chịu. phía ta cũng hứa sẽ cho phép chính phủ Lào sử dụng đường số 9. Mendes France trả lời rằng sự kiện Berlin cho thấy không nên sắp xếp như vậy cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Đồng tiếp Trần Văn Đỗ, Bộ trưởng Ngoại giao Ngụy thay Nguyễn Quốc Định đã đề nghị tổ chức hiệp thương về tuyển cử 6 tháng sau đình chiến. Trần Văn Đỗ không cam kết điều đó. Chiều ngày 13 tháng 7, Travel trao cho Chuân Lai một dự thảo tuyên bố chính trị do đoàn Pháp viết, nêu ra các nguyên tắc hướng dẫn cho các bên tìm giải pháp về Đông Dương. Chuân Lai nhận và hứa sẽ nghiên cứu và trả lời sau cùng ngày, Mendes Friends Eden về Paris để hội đàm với Dulles ở Sứ quán Mỹ. Trong cuộc hội đàm này, Dulles nói ông ta đến Paris để phía Cộng sản thấy rằng không có sự hiểu lầm giữa các đồng minh phương Tây. Dulles còn giải thích lý do ông ta và Smith không đến Geneva để lãnh đạo phái đoàn Mỹ vì hai lý do sau đây. Một, Mỹ sợ rằng France mới lên lại đàm phán trong điều kiện thất bại về quân sự thì sẽ nóng lòng giải quyết vấn đề hòa bình Nên dễ có xu hướng nhượng bộ Và có thể đi đến một thỏa hiệp Mà Mỹ không vừa lòng Do đó cả Dulles và Smith Không sang hội nghị Để Mỹ có thể dễ dàng từ chối Không tham gia hiệp nghị Geneva 2. Mỹ chấp nhận Việc chia cắt Việt Nam Nhưng không đồng ý và không bảo đảm hiệp nghị đó Vì Mỹ không thể bảo đảm Cho Cộng sản thống trị hàng triệu dân Việt Nam Bennefren Mong Mỹ cử đại diện cao cấp đến Geneva để gây ấn tượng rằng phương Tây đoàn kết từ đó có thể đạt tới giải pháp tốt. Menefren dẫn chứng rằng sau khi được tin ba ngoại trưởng phương Tây sẽ họp ở Paris thì ông Phạm Văn Đồng đã có nhân nhượng đồng ý đặt giới tuyến ở vị tuyến 16. Menefren còn đảm bảo rằng Pháp sẽ không sao rời lập trường 7 điểm, sẽ kiên trì giới tuyến ở gần vị tuyến 18, tức khoảng 17 độ 30 phút. Hôm đó Dulles với Menefren đã ký văn bản nhất trí về lập trường giải quyết hòa bình vấn đề Đông Dương. Eden cũng gửi thư tán thạch lập trường đó. Trong bị phong lục Pháp-Mỹ ký ngày 14 tháng 7, Mỹ thừa nhận quyền các nước trực tiếp hữu quan được chấp nhận những điều kiện khác hơn là 7 điểm đã nêu. Trong thông cáo Mỹ-Anh ngày 29 tháng 6, nhưng không thể đòi hỏi Mỹ phải tôn trọng những điều kiện khác hẳn 7 điểm. Mỹ có thể không khai tỏ ý không tán thành những điều kiện khác đối với một hiệp nghị đáng kính trọng, Mỹ sẽ có thái độ phù hợp như đối với một cam kết xuất phát từ hiến trương Liên Hợp Quốc và Mỹ sẵn sàng cùng các nước hữu quan khác tổ chức một tập thể phòng thủ chung để bảo đảm hòa bình. Qua thỏa thuận này, Mendes France muốn tranh thủ một cam kết của Mỹ-Anh có tác dụng hỗ trợ mạnh mẽ cho Pháp nhằm gây áp lực với các nước xã hội chủ nghĩa để đạt tới một thỏa hiệp có thể chấp nhận được. Còn ý đồ của Dulles là ép Pháp và Anh phải tuân thủ thỏa thuận 7 điểm đến mức tối đa. Vào cuối ngày 14 tháng 7, Dulles đã đồng ý để BeauDel Smith sang dự hội nghị Geneva. Ở Geneva, Trung Quốc, Liên Xô tiếp tục lo ngại Mỹ và phương Tây lôi kéo các nước liên kết Đông Dương tham gia liên minh quân sự của phương Tây ở Đông Nam Á và cho Mỹ lập căn cứ quân sự của phương Tây ở trên đất đó. Ngày 14 tháng 7. Sau khi từ Paris sang Geneva, Eden liền gặp ngay Molotov và đảm bảo rằng trong hội nghị ba ngoại trưởng không hề có thỏa thuận điều gì có thể cản trở công việc của hội nghị Geneva cùng ngày 14 tháng 7. Juleman gặp Vương Bình Nam. Vương Bình Nam chỉ nói một vài khó khăn cuối cùng nữa. Chúng tôi không thể để cho hội nghị đi đến thất bại. Còn đồng chí Phạm Văn Đồng thì gặp Trần Văn Hữu. Trần Văn Hữu nói không thể chấp nhận vị tuyến 13 tổng tuyển cử trong 6 tháng và Pháp phải rút quân trong 3 tháng được. Ngày 15 tháng 7, Molotov và Menefrens hội đàm riêng để bàn về dự thảo hiệp định đình chiến ở Việt Nam. Molotov ủng hộ vĩ tuyến 16 của ta. Vấn đề đường chín có thể thu xếp được về thời hạn tổng tuyển cử phải ghi rõ cuối năm 1955 Pháp phải rút khỏi Hải Phòng trong 6 tháng chứ không phải là một năm. Lào và Campuchia không có căn cứ quân sự nước ngoài, còn ỉ về còn về ủy ban quốc tế thì tán thành công thức ba nước của Pháp, một nước phương Tây, một nước trung lập, một nước xã hội chủ nghĩa. Molotov cũng nhấn mạnh vị tuyến 16 theo hiệp định Potsdam như năm 1945 khi chia khu vực giải giáp quân đội Nhật. Men France kiên quyết không chịu nhân nhượng về đường giới tuyến, tránh né vấn đề thời hạn tổng tuyển cử và đề nghị đương cục hai bên tiếp tục tùy theo tình hình và đòi tách bầu cử ở Việt Nam ra khỏi bầu cử ở Lào, Campuchia. Không có sự chia cắt nào ở Lào và ở Campuchia. Không chia sẻ chủ quyền ở hai nước này. Molotov đề nghị chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa và chính quyền bảo đại quy định thời hạn tổng tuyển cử. Ngày 16 tháng 7, Trung ương Đảng ta điện cho Trung ương Cục miền Nam về quyết định cuối cùng của Bộ Chính trị về vấn đề phân vùng tập kết trong cuộc đàm phán giữa hai bên vấn đề quan trọng nhất hiện nay là vấn đề điều chỉnh khu vực đóng quân như trước đây bộ chính trị đã thảo luận việc điều chỉnh khu vực có hai cách a cách thứ nhất là điều chỉnh từng chiến trường một chiến trường nào cũng có ta và có địch b cách thứ hai là điều chỉnh thành hai vùng lớn không có những vùng nhỏ xen kẽ hai cách điều chỉnh nói trên cách nào cũng có lợi và có hại nhưng phân tích cho kỹ thì cách thứ hai lợi hơn vì ta cũng một vùng hoàn chỉnh vì địch phải bỏ nhiều vị trí quân sự chính trị kinh tế quan trọng trước đây do chúng khống chế vì điều kiện chính như vậy thì bọn hiếu chiến khó có điều kiện phá hoại hòa bình hơn cùng ngày 16 tháng 7 đồng chí Phạm Văn Đồng gặp Mendes France Mendes France phủ nhận tin hội nghị Paris giữa Anh Pháp Mỹ bàn về vấn đề lập khối đồng minh quân sự Đông Nam Á về giới tuyến Mendes France vẫn giữ giới tuyến 18 và cho rằng Đà Nẵng và đường số 9 không thể giải quyết được quyền lợi của Pháp và Pháp cũng không muốn lấy Đà Nẵng làm căn cứ quân sự. Về tổng tuyển cử, Menefren cho rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa định thời hạn tổng tuyển cử sớm và lại đòi vị tiến 16 thì không được, Việt Nam phải nhượng bộ. Buổi chiều, Menefren yêu cầu ta nhượng bộ nhiều về giới tính quân sự để có tổng tuyển cử sớm. Ngày 16 tháng 7, cũng họp quân sự về Campuchia phiên thứ 3 Nia Tích Long đưa dự thảo hiệp định về đình chiến đình chỉ chiến sự ở Campuchia sát nhập những người kháng chiến vào tập thể quốc gia không phân biệt đối xử hay trả thù họ được hưởng các quyền tự do theo hiến pháp Tạ Quang Biểu nhấn mạnh phải rút hết quân đội và nhân viên quân sự Pháp ra khỏi Campuchia Ngày 17 tháng 7 Molotov lại hội đàm với Menet Friends Molotov nêu nguyên tắc bác bỏ bên này có một vùng đất trong khu tập kết của bên kia Mendès-France đành chịu mất Đồng bằng Sông Hồng, các thành phố Hà Nội, Hải Phòng. Vì thế, quân sự của Pháp xấu đi nhiều, thậm chí có nguy cơ sụp đổ. Ta và Liên Xô đòi quân đội Pháp phải rút trong 6 tháng. Pháp đòi rút quân đội Pháp khỏi Bắc Bộ trong 12 tháng. Ngày 17 tháng 7 diễn ra liên tục mấy cuộc họp. Truân Lai gặp men france Truân Lai nhắc lại, nếu Pháp có một bước tiến về vị tuyến, thì Phạm Văn Đồng sẽ có một bước tiến và lớn hơn. Men France thấy Chuan Lai lo ngại phương Tây định ký một hiệp định phòng thủ khu vực nên Men France cải chính không có thỏa thuận đó với Mỹ. Men France lại yêu lại nêu vấn đề đường chín là đường có liên quan đến giải pháp về Lào và thực tế Việt Nam dân chủ cộng hòa không nhất thiết cần đến đường đó. Chữ đường ra biển của Chuan Lai là đáng chú ý. Lào cần phải có một con đường ra biển chu ân lai gặp eden sau khi gặp mandefrens chu ân lai lại gặp eden chu ân lai cho rằng mỹ và đồng minh muốn biến campuchia lào và nam việt nam thành hội viên của một liên minh quân sự đông nam á thì sẽ có hại cho triển vọng của hiệp nghị geneva eden nói không biết gì về một kế hoạch như vậy việc lập liên minh không đáng làm trung quốc lo ngại vì nó chỉ có mục đích thuần túy phòng thủ chu ân lai tỏ ý không hài lòng về ủy ban quốc tế chu ân lai nói là ta đồng ý Ấn Độ, Chủ tịch Ba Lan, Canada. Đoàn Anh gặp đoàn Trung Quốc được sự đồng ý của Belden Smith. Ngày 19 tháng 7, Eden cử phó đoàn Anh là Harold Kasia đến gặp Trương Văn Thiên, phó đoàn Trung Quốc, nói rằng nếu với tư cách là một bộ phận của Hiệp nghị Geneva, các nước liên kết Đông Dương cam kết không tham gia liên minh quân sự thì họ sẽ không trở thành liên thành viên của liên minh quân sự. Menes gặp đồng chí Phạm Đồng, đồng chí Phạm Văn Đồng kiên quyết đòi vị tuyến 16, còn Menes thì vẫn giữ vị tuyến 18 và hé ra là tổng tuyển cử vào ngày 31 tháng 12 năm 1956. Đồng chí Molotov hội đàm với Menes và Eden. Eden đưa ra hai vấn đề. Một, về giới tuyến thì Menes vẫn giữ vị tuyến 18 nhưng ngầm tỏ ý muốn chia ranh giới giữa đường 9 và vị tuyến 18. Menes-France nói, anh nhượng bộ tôi nhiều một chút, tôi cũng nhượng bộ thì có thể thỏa thuận được. 2. tổng tuyển cử thì Menes-France không chỉ quy định ngày tổng tuyển cử mà chỉ muốn lập cơ quan thương lượng về việc tổng tuyển cử. Eden cũng ủng hộ để cơ quan này định ngày tổng tuyển cử. Đồng chí Phạm Văn Đồng gặp Menes-France và Anbesal. Đồng chí Phạm Văn Đồng vẫn giữ vị tuyến 16. Sau đó, đồng chí gặp 12 nhà báo Pháp nói rằng. Chắc các vấn đề sẽ giải quyết trong tối nay. Giữa lúc Geneva liên tiếp diễn ra các cuộc gặp giữa các trưởng đoàn, thì ở trong nước Hội nghị Trung ương lần thứ 6 mở rộng họp từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7. 1. Đồng chí Trường Trinh nhận định về tình hình trong nước và tình hình thế giới. A. À, về tình hình trong nước và tình hình đối phương, đồng chí nói. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng so sánh giữa ta và địch đã thay đổi, có lợi cho ta, nhưng chưa thay đổi về căn bản. Nói chung trên toàn quốc ta và địch sấp xỉ nhau Ở Pháp thì phải chủ hòa Muốn chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng B. Về tình hình thế giới Đồng chí nói Sau đình chiến Triều Tiên Đế quốc Mỹ xúc tiến can thiệp vào Đông Dương Ra sức thực hiện kế hoạch kéo dài Và mở rộng chiến tranh Hỏng biến Đông Dương thành một căn cứ quân sự Và thuộc địa kiểu mới của Mỹ Lực lượng hòa bình thế giới Đòi hỏi phải chấm dứt chiến tranh Đông Dương Sau khi có hòa bình ở Triều Tiên Tóm lại trên thế giới có hai đường lối, một là đường lối hòa bình do Liên Xô đề xướng, hai là đường lối gây chiến do Mỹ chủ trì. Ta theo đường lối hòa bình. C. Tình hình Đông Dương có hai khả năng phát triển, chiến tranh kéo dài và mở rộng hoặc lập lại hòa bình bằng thương lượng. Ta cố thúc đẩy khả năng thứ hai có lợi cho nhân dân ta và thế giới, phá được âm mưu Mỹ kéo dài và mở rộng chiến tranh, làm tình hình thế giới và Đông Nam Á bớt căng thẳng trước đây ta chủ trương trường kỳ kháng chiến tự lực cánh sinh là đúng nay tình hình đã thay đổi ta chủ trương hòa bình đồng thời tiếp tục chuẩn bị chiến tranh nếu cần thiết kẻ thù chủ yếu hiện nay là đế quốc mỹ và tay sai bao gồm bọn hiếu chiến pháp và bè lũ bù nhìn thân mỹ ta phải chĩa mũi nhọn đấu tranh vào chúng triệt để phân hóa bọn thống trị pháp kéo phái chủ hòa phân hóa anh pháp mỹ kéo anh pháp chống mỹ phải phân hóa bọn bù nhìn đánh bọn thân mỹ và tay sai hiếu của hiếu chiến pháp kéo bọn chủ hòa theo pháp chúng ta tán thành thành lập mặt trận thống nhất chống mỹ trên thế giới và ở đông nam á chúng ta cần lập mặt trận thống nhất dân tộc và dân chủ chống can thiệp mỹ chống bọn hiếu chiến pháp và tay sai của chúng trên cơ sở thắng lợi phải đấu tranh giành và củng cố hòa bình thực hiện hòa bình độc lập thống nhất và dân chủ hai tại hội nghị hồ chủ tịch báo cáo về phân vùng chúng ta phải có vùng rộng lớn đủ điều kiện để xây dựng củng cố và phát triển lực lượng của ta để ảnh hưởng đến các vùng khác do đó đi đến thống nhất về lào và campuchia đồng chí trường trinh phát biểu từ chiến dịch sầm nưa đến nay tình hình lào thay đổi nhiều sầm nưa phòng sa Lì được giải phóng cách mạng lào và một căn cứ tương đối rộng dựa lưng vào trung quốc việt nam trong chiến dịch đông xuân khu giải phóng ở lào được mở rộng đến gần nửa nước nhưng vùng giải phóng ở lào ở vào miền núi ít ruộng, dân thưa, giao thông không thuận lợi do tình hình biến chuyển nhanh chóng, tháng chính là gặp khó khăn mới. Khó khăn của phát triển khu giải phóng mở rộng nhưng cán bộ người Lào ít, không đủ cho vùng giải vùng mới giải phóng. Lực lượng vũ trang ít vào vùng giải phóng rộng, chiến tranh du kích chưa phát triển, việc tác chiến lâu nay do người Việt Nam gánh vác phần lớn. Cách mạng Lào đã có mặt trận dân tộc thống nhất do chính phủ kháng chiến Su lãnh đạo song chưa có đảng lãnh đạo theo một cương lĩnh cách mạng. Tóm lại, thành tích kháng chiến nào khá lớn nhưng thực lực còn kém. Về tình hình Campuchia, lực lượng quân sự của cách mạng Campuchia còn nhỏ, lực lượng quân tình nguyện Việt Nam có hạn. Căn cứ du kích tuy nhiều nhưng phần lớn ở vùng rừng núi thưa dân ít ruộng. Trình độ giác ngộ và tổ chức của nhân dân cao hơn ở Lào một chút. Có mặt trận Isarak do chính phủ kháng chiến Sơn Ngọc Minh lãnh đạo đảng viên của Đảng Cộng sản Đông Dương đông hơn ở Lào, nhưng chưa có đảng của Campuchia. Năm, lực lượng kháng chiến Lào, Campuchia còn yếu hơn lực lượng của địch Ngụy Đế quốc Mỹ đang trắng trợn can thiệp vào Lào, Campuchia. Sứ bọn quân phiệt Thái Lan tìm cơ hội can thiệp quân sự vào hai nước đó. Đế quốc Mỹ và Hiếu chiến Pháp muốn tách vấn đề Lào, Campuchia ra khỏi vấn đề Việt Nam. Và nếu Pháp ký hiệp định đình chiến với Cam, với Việt Nam, thì chiến tranh ở Lào và Campuchia vẫn cứ tiếp tục để cho Mỹ có cơ hội biến hai nước đó thành căn cứ chiến lược của Mỹ và hiếu chiến Pháp có bản đạp chiếm lại Việt Nam. Trước tình hình đó, ta cần đoàn kết với nhân dân Lào và Campuchia đấu tranh đòi lập lại hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của ba dân tộc. Hòa bình lập lại ở một nước mà hai nước kia không có hòa bình thì hòa bình ở nước đó cũng không được bảo đảm. Nhưng muốn lập lại hòa bình ở Lào, Campuchia phải tìm ra một giải pháp thích đáng có lợi cho nhân dân hai nước, cho hòa bình và an ninh ở Đông Nam Á mà chính phủ France không thể không tiếp thu. Giải pháp cần bảo đảm cho nhân dân hai nước quyền tự do độc lập thống nhất trong mức độ cần thiết và trong điều kiện có thể. Cần giải thích cho nhân dân Lào, Campuchia rõ giải pháp đó là hợp lý và cần thiết. Đó là vì lợi ích hiện thời và lâu dài của nhân dân hai nước, chứ không phải vì lợi ích của riêng Việt Nam hoặc của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới xong ở lào ở campuchia cũng như ở việt nam có thể có hòa bình mà cũng có thể tiếp tục chiến tranh dù có đình chiến cũng chưa bảo đảm hòa bình vững chắc trên toàn đông dương nhân dân hai nước muốn giành được độc lập thống nhất dân chủ hòa bình chân chính và lâu dài phải tiếp tục đấu tranh trường kỳ gian khổ phải có lực lượng phải bồi dưỡng những nhân tố thắng lợi của cách mạng ta phải giúp đỡ việc thành lập đảng cách mạng củng cố mặt trận dân tộc thống nhất ra sức đào tạo cán bộ làm như vậy thì hòa hay đánh cũng có lợi cho nhân dân hai nước. 6. Hiệp nghị Trung ương 6 mở rộng, nêu rõ lực lượng so sánh giữa ta và địch biến chuyển có lợi cho ta nhưng chưa phải biến chuyển căn bản có tính chất chiến lược. Nếu đế quốc Mỹ tiếp tục tham gia chiến tranh Đông Dương thì lực lượng so sánh giữa ta và địch sẽ có thể thay đổi không có lợi cho ta. Nghị quyết có nhận định do chiến tranh trường kỳ, nhân dân phải đóng góp sức người, sức của cũng nặng. Nếu chiến tranh kéo dài, thì có thể sinh ra những hiện tượng mệt mỏi và khó khăn của chúng ta có thể nhiều hơn. Nghị quyết kết luận do tình hình mới ở trong nước và trên thế giới hiện nay, hội nghị hoàn toàn đồng ý với đường lối của Hồ Chủ tịch và của Bộ Chính trị trong thời gian vừa qua, dùng phương pháp thương luận để lập lại hòa bình ở Đông Dương. Trở lại hội nghị Geneva thì trong ngày 19 tháng 7, dồn dập diễn ra những cuộc gặp gỡ của các trưởng phó đoàn để trao đổi ý kiến về vấn đề giới tuyến của các khu tập kết ở Việt Nam thời hạn tổng tuyển cử ở Việt Nam rồi đến các khu tập kết của Pathet Lào. Mendes France gặp đồng chí Phạm Đồng về vị tuyến. Mendes đòi vị tuyến 18, ta vẫn kiên trì đòi vị tuyến 16. Tiếp đó, Mendes France gặp Chuon Lai yêu cầu Chuon Lai ép Việt Nam về đường giới tuyến và thời hạn tổng tuyển cử. Chua La chỉ nhấn mạnh không có căn cứ quân sự Mỹ ở Đông Dương và thuyết phục Manette France phải trung lập hóa Đông Dương. Manette France không đồng ý hoàn toàn, chỉ đồng ý không có liên minh quân sự và không có quân đội nước ngoài. 3. Cùng ngày, Vương Bình Nam gặp Gilliman nói rằng Trung Quốc đã có lập trường về giới tuyến, có chiều cố các ý kiến của Manette France nêu với Chua Lai trong cuộc hội đàm ngày 17 tháng 7 về Đà Nẵng, Huế và đường số 9. Vương Bình Nam cũng nói rằng Trung Quốc chấp nhận và cũng đã làm cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chấp nhận đường giới tuyến cách đường 9 là 10 km về phía Bắc. Đây là nhân nhượng cuối cùng và do thời hạn gấp rút từ nay đến hết hội nghị không thể xem xét lại nữa. Julemen trả lời rằng đề nghị này có vẻ có tính hòa giải nhưng định nghĩa quá cổ điển và sẽ gây ra vấn đề đóng mốc. Một giới tuyến tự nhiên thậm chí có tính hành chính sẽ tiện lợi hơn Vương Bình Nam không chỉ trích phê phán gì đối với ý kiến của Guillaume. Lúc này, phía Việt Nam vẫn kiên trì yêu cầu vĩ tuyến 16. Về tổng tuyển cử thì Vương Bình Nam nói đồng ý 2 năm sau khi ký hiệp định. Thời hạn cụ thể sẽ do hai bên Bắc Nam Việt Nam bàn bạc với nhau, không được chậm hơn tháng 6 năm 1955. Cùng ngày 19 tháng 7, Trương Văn Thiên, phó đoàn Trung Quốc gặp phái đoàn Anh nêu ý kiến ba đoàn Việt Trung Xô về giới tuyến phía bắc đường số 9 khoảng 10 km theo địa hình thiên nhiên. Ghi chú thêm, theo hoặc trả Jonas thì 10 km phía bắc đường số 9 tức là cách vị tuyến 17 vài km. Sau này một bản phụ lục của Hiệp định Geneva đã xác định đường giới tuyến nằm ở cửa sông Biến Hải và dòng sông Biến Hải bắt nguồn từ núi Rao Thanh đến làng Bohoshu và từ Bô đến biên giới Việt Lào, tức là chỉ cách vị tuyến 17 vài km, chứ không phải 10 km như đã thỏa thuận. 5. Đồng chí Phạm Văn Đồng gặp Menet Friends về vấn đề thời hạn tổng tuyển cử. Ta đòi phải tổng tuyển cử vào tháng 6 năm 1955. Menet Friends không chịu, ta lại đòi trong năm 1955. Nhưng Menet ngụ ý có thể thời hạn là 31 tháng 12 năm 1956. Chuẩn Lai gặp Menet Flens và nói thời hạn tổng tuyển cử là một trong những vấn đề quan trọng cần được đàm phán trực tiếp giữa Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng ngày, Vương Bình Nam gặp Jerman nói Chuẩn Lai đề nghị tổng tuyển cử sẽ tiến hành sau 2 năm đại diện Bắc Việt và đại diện miền Nam sẽ thỏa thuận ngày tháng cụ thể. Đây là nhân nhượng quyết định gạt bỏ một trong các cản trở cuối cùng vào lúc chỉ còn 20 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ thì hết hạn hội nghị như cam kết của Mendes Friends Cùng ngày, Trương Văn Thiên, Phó đoàn Trung Quốc, nêu với đoàn Anh đề nghị của ba đoàn xã hội chủ nghĩa là tổng tuyển cử sau 2 năm. Ngày 19 tháng 7, ba đoàn xã hội chủ nghĩa họp và thỏa thuận rằng cần phải có thời hạn tổng tuyển cử ở Việt Nam. Trước tiền đề ra, trước tiên đề ra tháng 6 năm 1955, nếu không được sẽ thỏa thuận trong năm năm 1955. Và nếu không thỏa thuận được mà Menefren cứ đề ra việc thành lập một cơ quan nghiên cứu việc tổng tuyển cử thì ta có thể đề ra thời hạn là đầu năm 1955 hai bên sẽ hiệp thương về tổng tuyển cử. 10. Cùng ngày, ba đoàn Việt Trung Xô bàn về phương án tập kết của Ba Thét Lào có ba phương án. Phương án 1 kiên quyết đòi khu tập kết gồm hai tỉnh Sầm Nưa và Phòng Sali. Phương án 2 nếu không thỏa thuận được phương án 1 thì đi ra 2 km, đi ra hai khu tập kết, khu Đông Bắc lớn và khu miền Nam có thể nhỏ hơn. Phương án 3, nếu cũng không thỏa thuận được phương án 2 thì có thể chia ra 11 điểm tập kết ở miền Bắc và miền Nam. Trước khi giải quyết vấn đề chính trị, quân đội nhà vua không được vào các khu vực này. Ta đưa ra phương án sau cùng được ba đoàn Việt Trung Sô nhất trí đó là không đòi nửa nước Lào nữa mà lấy hai tỉnh Sầm Nưa và Phòng Sa Ly làm khu tập kết của quân đội kháng chiến Pathet Lào. Chuân Lai gặp Menesfrenz. Chuân Lai đòi Menesfrenz không có quân sự, căn cứ quân sự Mỹ. Nhưng Menesfrenz không chịu một sự hạn chế nào về chủ quyền của Lào. Sau thì đồng ý chỉ có những liên minh không trái với hiến trương Liên hợp quốc. Trong cuộc họp các bên, Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Anh, Pháp đã thỏa thuận quân Pathet Lào tập kết ở hai tỉnh Sầm Nưa và Phòng Sali. Hai tỉnh này nằm dưới quyền nhà vua lực lượng kháng chiến Campuchia sát nhập vào tập thể quốc gia trong một tháng, không có khu tập kết, quân kháng chiến giải ngũ hoặc tham gia làm cảnh sát địa phương. Bộ đội Việt Nam rút về nước trong 3 tháng. Ngày 20 tháng 7 diễn ra các cuộc họp. Một, hai chủ tịch hội nghị Anh Liên Xô gặp các đoàn Việt Nam Trung Quốc. Molotov đưa ra đề nghị lấy vị tuyến mới để làm đường ranh giới tập kết quân. Các bên thỏa thuận cả. Molotov cũng đưa ra đề nghị tổng tuyển cử sau 2 năm và sau 1 năm thì hai bên Việt Nam hiệp thương thời hạn cụ thể, các bên thỏa thuận cả. Vì Samsari, đại diện riêng của nhà vua Campuchia từ chối không ký vào một văn bản mà Samsari cho là có vẻ xâm phạm chủ quyền của Campuchia, không cho Campuchia tham gia bất cứ liên minh nào là xâm phạm tự do của Campuchia, nên Chu Ân Lai đã gặp Thép Phan trong hai tiếng hồ nhưng không thay đổi được tình hình. Chuon Lai rất lo ngại về thái độ của Samsori và cho rằng Samsori đã bị xúi dục. Do đó, Chuon Lai đã mời Juleman đến và đề nghị Mendefrans làm việc ngay với hai chủ tịch. Khoảng 9 giờ sáng ngày 20 tháng 7, Mendefrans cho Eden và Molotov biết thái độ ngoan cố của Campuchia. Tiếp đó đã cấp tốc họp tại nhà của Eden ở ngoại ô Geneva. Tại đây đã nổ ra một cuộc tranh luận giữa hai phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Campuchia ngụy. Còn Eden và Notebook thì đóng vai trò hòa giải cuộc tranh luận kéo dài 3 giờ. Nguyên nhân vì Campuchia từ chối không tuân thủ nội dung của các hiệp nghị đình chiến về Việt Nam, về Lào, về Campuchia, về vấn đề quân đội, vũ khí, căn cứ quân sự nước ngoài, cho rằng như thế là không phù hợp với nền độc lập của Campuchia. Họ lập luận là không phải là chúng tôi không muốn có quân đội, có vũ khí, có căn cứ quân sự nước ngoài, nhưng không ai bác tước được những quyền đó của chúng tôi nếu chúng tôi muốn có quân đội, vũ khí và căn cứ quân sự nước ngoài. Chiều ngày 20 tháng 7, các trưởng đoàn của năm nước là Eden, Molotov, Mendes France, Chuan Lai, Phạm Văn Đồng họp bàn về thời hạn tổng tuyển cử ở Việt Nam. Lúc đầu, Pháp đề nghị không nêu thời hạn, Việt Nam đề nghị 6 tháng sau ngừng bắn. Liên Xô đề nghị tổng tuyển cử sau 2 năm, tức là tháng 7 năm 1956, hiệp thương sau 1 năm, Liên Xô đề nghị Việt Nam chấp nhận và cuối cùng Việt Nam đồng ý. Trước đó, Anh Pháp đã nhất trí cần một năm rưỡi để chính phủ Ngô Đình Diệm có thể ổn định tình hình miền Nam và giành thắng lợi trong tổng tuyển cử. Tối 20 tháng 7, đại biểu các nước Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam đã thỏa thuận là quân Pathet Lào tập kết ở hai tỉnh Sầm Nưa, Phùng Sa Ly. Hai tỉnh này nằm dưới quyền của nhà vua Lào. 6. Ngày 20 tháng 7, bốn nước Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc đã thỏa thuận về nội dung bản tuyên bố cuối cùng. Trước đó, ngày 18 tháng 7, Biden Smith tuyên bố rằng nếu hội nghị đạt tới những thỏa thuận mà tính chất khiến chính phủ Mỹ có thể tôn trọng thì Mỹ sẽ ra tuyên bố đơn phương nói Mỹ sẽ không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực để làm hại đến hiệp nghị đó, không phá, không ký. Nếu Mỹ ký, tức là công nhận Trung Quốc. Ngày 19 tháng 7, Vương Bình Nam gặp Juliman nói mọi thành viên đều phải cam kết bằng chữ ký. Nhưng thấy thái độ của Mỹ bộc lộ trong tuyên bố của Smith, Eden liền thuyết phục Molotov rằng tuyên bố cuối cùng của hội nghị nên thông qua bằng miệng. Molotov cũng đồng ý và không phản đối. Ngày 21 tháng 7 là ngày cuối cùng dành cho việc hoàn chỉnh các văn bản của hội nghị, cho việc ký kết các văn kiện và cho buổi họp bế mạc. Một, về việc hoàn chỉnh các văn bản thì đối với bản tuyên bố cuối cùng trước khi họp bế mạc để tránh khó khăn về việc Trung Quốc đòi phải có chữ ký của các trường đoàn trong bản tuyên bố chung. Molotov và Eden đã bàn nhau và thống nhất là nên ghi ra ở đầu bản tuyên bố chung nếu các nước tham dự hội nghị để không phải ký. Sau đó, Molotov và Eden thuyết phục Chuan Lai, cuối cùng Chuan Lai có đồng ý để không gây ảnh hưởng xấu đến kết quả của hội nghị. Đối với hiệp định đình chiến ở Campuchia và Lào, thì do thái độ phản đối kiên quyết của Campuchia đến 2 giờ sáng ngày 21 tháng 7 tại nhà riêng của Eden, trưởng đoàn Liên Xô, Molotov đã đồng ý cho việc cho viết thêm vào tuyên bố chung một số câu để khả năng Campuchia nhận viện trợ quân sự và cho phép lập căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của mình nếu cảm thấy an ninh bị đe dọa. Theo đề nghị của Menefren thì trong tuyên bố của Lào cũng có một câu tương tự. Và hai nhân nhượng này cũng được ghi vào đoạn 5 của bản tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Geneva, cụ thể là Hội nghị cũng ghi nhận tuyên bố của các chính phủ Campuchia và Lào nói rằng hai nước đó sẽ không gia nhập một hiệp ước với các quốc gia khác nếu hiệp nếu hiểu nước đó bao gồm nghĩa vụ lập căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của họ chừng nào an ninh của họ chưa bị đe dọa như vậy là thỏa thuận trước đây về cấm lập căn cứ quân sự ở Lào Campuchia đã bị xóa bỏ ghi chú đồng chí Phạm Văn Đồng chỉ được biết về điều khoản mà Eden Molotov Menetphrance nhân nhượng cho Lào và Campuchia được nhận viện trợ quân sự nước ngoài vào phiên họp bế mạc hội nghị lúc 15 giờ ngày 21 tháng 7 năm 1954. Các văn bản của hội nghị Geneva gồm ba hiệp định về đình chỉ chiến sự, một bản tuyên bố cuối cùng của hội nghị, bảy bản tuyên bố đơn phương của các chính phủ, trong đó có ba bản tuyên bố của chính phủ Lào, chính phủ Campuchia, chính phủ Pháp được bản tuyên bố cuối cùng của hội nghị Geneva ghi nhận và một bản tuyên bố đơn phương của đại diện Mỹ. Hai thư trao đổi giữa trưởng đoàn Phạm Văn Đồng và trưởng đoàn Menes France về quan hệ Việt Pháp. Đại diện Ngụy miền Nam Việt Nam có gửi một bản bổ sung và bản tuyên bố cuối cùng của hội nghị nhưng không được chấp nhận. Téphan đại diện Campuchia Ngụy Chỉ có một bảo lưu miệng đòi một phần lãnh thổ của Việt Nam. Hai việc ký các hiệp định. Vì các hiệp định đình chỉ chiến sự ở Campuchia và Lào tận 2 giờ sáng ngày 21 tháng 7 mới được hoàn chỉnh nên không ký được vào ngày 20 tháng 7 mà mãi đến ngày 21 tháng 7 mới ký được. Cụ thể là 3 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 7 ký hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam. 3 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 7 ký hiệp định đình chỉ chiến sự ở Lào. 11 giờ sáng ngày 21 tháng 7 ký hiệp định đình chỉ chiến sự ở Campuchia. Tuy các hiệp định được ký vào ngày 21 tháng 7 và có bản tuyên bố cuối cùng của hội nghị được thỏa thuận vào ngày 21 tháng 7, nhưng theo đề nghị của Mendes France, nên ba hiệp nghị và bản tuyên bố cuối cùng của hội nghị đều được ghi vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Về phiên họp bế mạc hội nghị Geneva, đây là phiên họp thứ 31 của hội nghị. Phiên họp bế mạc tiến hành vào 15 giờ ngày 21 tháng 7 và do Eden chủ tọa. A A Eden đọc các văn kiện và được thỏa thuận đã được thỏa thuận và đề nghị các đại biểu phát biểu ý kiến. Bên lần lượt các đại biểu sau đây phát biểu ý kiến. Đại diện Pháp, Lào, Trung Quốc, Liên Xô tuyên bố tán thành các văn kiện. Molotov nhấn mạnh sự đóng góp của Trung Quốc vào sự nghiệp hòa bình. Ttefan đại diện cho Campuchia ngụy tỏ ý bảo lưu với các điểm 7, 11, 12 của tuyên bố cuối cùng, ý nói đến vấn đề lãnh thổ giữa Campuchia và Việt Nam. Tết Phan nói rằng Campuchia chấp nhận nguyên tắc không can thiệp nội trị các nước tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ với điều kiện phải điều chỉnh lại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia mà trước đây Pháp đã xác định. Đồng chí Phạm Văn Đồng phát biểu ý kiến chỉ có một câu cảm ơn hai chủ tịch không cảm ơn Liên Xô Trung Quốc không tỏ ý chính thức ủng hộ tuyên bố cuối cùng và hiệp nghị nói chung chỉ tỏ ý bảo lưu về bài phát biểu của Tết Phan cho đó là không phù hợp với quan hệ hữu nghị và hiểu biết giữa hai nước đại diện Mỹ tuyên bố sẽ không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để cản trở việc thi hành hiệp định, sẽ chống lại mọi hành động tái xâm lược chủ trương nhân dân Việt Nam thống nhất đất nước bằng tổng tuyển cử tự do do Liên Hợp Quốc giám sát. Đại diện ngụy miền Nam là Trần Văn Đỗ phản đối việc chia cắt Việt Nam mà theo ông ta thì Pháp và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã đơn phương thỏa thuận và khẳng định chính phủ quốc gia Việt Nam dành toàn quyền tự do hay hành động để bảo đảm quyền thiêng liêng của nhân dân Việt Nam về thống nhất lãnh thổ độc lập dân tộc và tự do. Eden đề nghị hội nghị ghi nhận phát biểu của Trần Văn Đỗ. Sau đó, Eden đề nghị hai chủ tịch điện mời các chính phủ Ấn Độ, Canada và Ba Lan nhận nhiệm vụ trong Ủy ban quốc tế về ba nước Đông Dương. Eden nói, hai chủ tịch sẽ cùng nhau soạn thảo một đề nghị về chi phí của các Ủy ban quốc tế và sẽ trình sau đó cho thành viên các hội nghị. Trần Văn Đỗ phát biểu đòi sửa bản tuyên bố cuối cùng theo nội dung mà ông ta đề nghị Eden nói bây giờ không thể sửa đổi văn bản, bản tuyên bố cuối cùng, nhưng sẽ chú ý đến tuyên bố của quốc gia Việt Nam. Tiếp đó, Eden tuyên bố bế mạc hội nghị. Thế là sau 75 ngày, từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 21 tháng 7 năm 1954, hội nghị Geneva đã họp xong, đã ký được ba bản hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Lào và Campuchia và đã ra được một tuyên bố chung của 13 điều, trong đó có những điểm chính sau đây. 1 chứng nhận những bản hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Lào, Campuchia. 2. Tỏ lòng tin tưởng rằng việc thi hành các hiệp định đó và bản tuyên bố chung này sẽ là cho ba nước Việt, Miên, Lào có thể đảm nhận với độc lập, chủ quyền, hoàn toàn vai trò của mình trong tập thể hòa bình của các nước. 3. Chứng nhận những lời tuyên bố của các chính phủ về việc cam kết thi hành những điều khoản đã ký về mặt quân sự cũng như về mặt chính trị. 4 cam kết tôn trọng chủ quyền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào, Campuchia tuyệt đối không can thiệp vào nội trị của những nước đó. E. Liên hoan tổng kết và chuẩn bị lên đường về nước. Sau khi họp hội nghị Geneva xong thì tối 21 tháng 7, Chu Ân Lai mở tiệc chiêu đãi đồng chí Molotov, đồng chí Phạm Văn Đồng và hai đoàn đại biểu Liên Xô Việt Nam để chào mừng thắng lợi của hội nghị Geneva đã, đã ký được 3 hiệp định đình chiến và ra được một bản tuyên bố chung. Tiếp đó, tối ngày 22 tháng 7, Chuân Lai lại mở tiệc chiêu đãi hai đoàn Việt Nam, gồm ta và Ngụy nhưng không thông báo trước cho đoàn ta về thành, về thành phần đoàn Ngụy Lào và đoàn Ngụy Campuchia. Như vậy là có ý đồ để các nước Đông Dương công nhận Trung Quốc và Trung Quốc công nhận cả các chính quyền, các chính phủ ngụy quyền. Dự buổi chiêu đãi này có đồng chí Phạm Văn Đồng, đồng chí Tạ Quang Nghiểu, Ngô Đình Luyện, em Ngô Đình Diệm, Foy Sananikone Tefan trong buổi chiêu đãi đó. Chuân Lai nâng cốc chúc sức khỏe bảo đại vua Lào, vua Campuchia và cái đề cập đến vấn đề chung sống hòa bình giữa hai nước Việt Nam. Biết đồng chí Tạo Công Mỹ vốn là bạn cũ của Ngô Đình Luyện hồi đi học ở Pháp. Chuân Lai cũng cố gắng gợi ý để cho hai người ôn lại kỷ niệm thời thanh niên khi luyện tỏ ý tiếc là chiến tranh đã phá hoại đền chùa ở Hà Nội được minh mạng xây dựng theo kiểu Trung Quốc thì Chu Ân Lai cũng tỏ ý tiếc và khuyên luyện nên sang xem nguyên bản ở Bắc Kinh. Luyện nói sang với tư cách gì? Chu Ân Lai liền đáp tại sao không lập một công sứ công sứ quán ở Bắc Kinh? Ông Phạm Văn Đồng gần gũi với chúng tôi hơn về ý thức hệ nhưng điều đó không gạt bỏ một nước Cộng hòa miền Nam. Cả hai ông đều là người Việt Nam và tất cả chúng ta đều là người châu Á. Như vậy là Chuon Lai đã tỏ ý công khai công nhận việc chia cắt lâu dài nước Việt Nam thành hai miền, miền Bắc ở Bắc Vĩ tuyến 17, miền Nam ở phía Nam vị tuyến 17 với hai chế độ chính trị xã hội khác nhau. Trong khi đó thì sau khi hội nghị Geneva kết thúc, Mao Trạch Đông liền gửi điện mừng cho Hồ Chủ tịch nhưng không có câu nào nói đến vấn đề thống nhất Việt Nam chỉ nhấn mạnh đến triển vọng hòa bình và an ninh chung ở châu Á ngày 22 tháng 7, đồng chí Phạm Văn Đồng họp toàn đoàn ta để nói về kết quả hội nghị Geneva và việc chuẩn bị lên đường về nước. Về hội nghị Geneva, đồng chí Phạm Văn Đồng nói mấy ý chính sau đây: a. À, hội nghị Geneva đã kết thúc, đã ký được 3 hiệp định đình chiến ở Việt Nam, ở Lào, ở Campuchia và ra được một bản tuyên bố chung công nhận hiệp định ba hiệp định đó. Đó là thắng lợi lớn của nước ta, của phe ta, của thế giới. Đáng lẽ ta có thể tranh thủ nhiều hơn, nhưng với tình hình thế giới hiện tại thì đó là thắng lợi. Lần đầu tiên, đây là thất bại lớn của Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là thắng lợi của phe hòa bình như một số báo đã bình luận. B. Trong phiên họp bế mạc ngày 21 tháng 7, chỉ có phe ta phát ngôn ca ngợi thắng lợi, còn phe kia thì chỉ nói mấy câu. Từ trước đến giờ, không lúc nào địa vị của phe trên thế giới bị sút kém như thế. C. Nhờ có hội nghị này mà Trung Quốc giành được vị thế trên thế giới Nhân dịp này, đồng chí Chu Ân La đã thăm các nước Đông Nam Á. D. Tóm lại, lúc bắt đầu hội nghị, Mỹ nói long quăng mấy ngày rồi về. Ta thấy khả năng phần nào cũng thấy khó khăn. Nhiều nhất là có thể ngừng bắn và đạt được đôi điểm về chính trị. Cũng có thể chỉ ngừng, chỉ ký ngừng bắn, cũng có thể không có ngừng bắn. Nhưng ta sẵn sàng chuẩn bị cho cơ hội có dịp nói chuyện với nhau. Kiểm điểm lại thì qua mấy tháng hội nghị, ta thu được kết quả tốt. Đó là nhờ công cuộc đấu tranh của ta của nhân dân Đông Dương, của nhân dân Pháp nhờ tinh thần đoàn quyết của phe ta và nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô và Trung Quốc. Liên Xô, Trung Quốc coi hòa bình ở Đông Dương có hai mặt tác dụng. Một là vị trí sức mạnh của Liên Xô, Trung Quốc rất lớn và dần dần có sức quyết định quay ảnh hưởng rất lớn. Hai là trong cuộc hội nghị này các đồng chí có điều kiện giúp ta rất nhiều trong đấu tranh ngoại giao. Trong hội nghị có mấy vấn đề phải tranh luận nhiều như về Việt Nam, thì tuyến ngừng bán và tập kết quân sự ở vị tuyến nào thời hạn tổng tuyển cử là bao lâu. Về Lào thì vùng tập kết quân kháng chiến Pa Khét Lào ở đâu, về Miên thì giải quyết vấn đề ngừng bắn và tập kết quân sự ra sao. Về Ủy ban Kiểm soát Quốc tế thì thành phần gồm những nước nào. Về bản tuyên bố chung thì các đoàn có ký không. Đối với các vấn đề trên thì dần dần hội nghị đã đi đến chỗ thỏa thuận nhưng chưa Hôm trước còn hai vấn đề tồn tại phải đấu tranh để giải quyết, đó là tuyến ngừng bắn tập kết quân và vấn đề thời hạn tổng tuyển cử ở Việt Nam. Về tuyến ngừng bắn và tập kết quân. Nếu đối phương bằng lòng nhận sông Bến Hải làm giới tuyến tạm thời thì ta cũng đồng ý, nhưng phải tổng tuyển cử để xóa bỏ giới tuyến tạm thời đó sau 2 năm. Về việc phân giới tuyến tạm thời ở sông Bến Hải thì về đất ta và đối phương bằng nhau, nhưng về dân thì ta có 13 triệu người, phía bên kia có 9 triệu người. Về tuyến ngừng bắn và vạch cao như vậy không được như ý. Đòi hỏi của ta ban đầu là vị tuyến 13, rồi vị tuyến 14, vị tuyến 16, giờ thì lại nhận vị tuyến 17. Như vậy có phải là nhượng bộ quá không? Có phải là đầu hàng địch không? Ở đây phải thấy rằng giới tuyến cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là về chính trị thống nhất được đất nước bằng tổng tuyển cử. Cho nên ta nhượng bộ về giới tuyến để đòi có tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Vấn đề cần giải quyết là ở chỗ đấy. Nếu có vấn đề dưới tuyến mà căng quá dẫn đến làm tan vỡ hội nghị thì không có lợi Về tổng tuyển thử thì có ý kiến cho rằng ta thắng sao không đòi tổng tuyển cử mau hơn Nếu tranh thủ tổng tuyển cử trong 6 tháng hoặc 1 năm thì cũng có lợi nhưng đối phương không chịu Vấn đề là thực tế có tổng tuyển cử không Nếu ta cố đòi viết vào hiệp định 6 tháng hoặc 1 năm tổng tuyển cử liệu địch có chịu tổ chức tổng tuyển cử không Muốn cho đối phương phải tổ chức tổng tuyển cử thì vấn đề là phải có cuộc đấu tranh của nhân dân. Khi nhân dân đấu tranh đòi tổng tuyển cử thì chúng buộc phải tổ chức tổng tuyển cử. Văn bản ta buộc đối phương phải ký thì cũng có giá trị pháp lý để ta dựa vào đó mà đấu tranh. Nhưng nếu mong vào văn bản đối phương ký thì không giải quyết được vấn đề. Vấn đề cơ bản là phải có lực lượng nhân dân đấu tranh mới giải quyết được việc tổng tuyển cử. Cho nên phải thấy rõ điều đó là nhân tố quyết định về vấn đề chuẩn bị lên đường về nước. Ta cần chú ý mấy điểm sau đây. A. À, đối với nội bộ ta thì cần chia ra làm hai bộ phận. <laughs> bộ phận nhẹ thì đi bằng máy bay và ngày 23 sẽ lên đường về nước. Bộ phận thứ hai gồm anh Hà, anh Liêu, anh Thành, anh Ngọc thì về sau, Nhiều lắm là 5 ngày sau. Cần nắm vững số người, số máy bay và thông báo trước cho Moscow. B. Đối với các cơ quan khách sạn ở địa phương thì anh Phan Anh đi cảm ơn chính phủ thị sĩ. Anh Hà đi cảm ơn những người ở Palace the Nation, ở nhà ở, khách sạn. Đối với anh em cảnh sát bảo vệ, thì anh qua đi cảm ơn và tặng quà, tranh ảnh cho những người chỉ huy và chiến sĩ. Đối với đồng chí Khmer, thì anh Thanh đến cảm ơn và tặng ba đồng chí ba đồng hồ tốt và ảnh kỷ niệm. Đối với người lái xe thụy sĩ Monten, thì anh Tô sẽ trực tiếp cảm ơn. C. Về kiểm thảo thì cần chuẩn bị và kiểm thảo kỹ nhưng không kéo dài. Cần kiểm thảo từng tổ rồi họp chung, báo cáo chung cho chi ủy, cho phái đoàn. D. Cần tính toán các khoản và thanh toán cho chu đáo. E. Về chuẩn bị lên đường, bộ phận đi trước thì tối nay 8 giờ phải chuẩn bị xong quần áo, hộ chiếu và ăn uống. Sau khi nghe anh Tô nói chuyện xong thì cán bộ phận thì các bộ phận họp ngay để kiểm điểm tình hình công tác của bộ phận mình, nêu rõ những khuyết điểm, nguyên nhân rồi họp chung để đánh giá đá chung và báo cáo lên chi ủy, lên phái đoàn. Qua kiểm điểm thì nhìn chung các bộ phận giúp việc phái đoàn từ bộ phận văn phòng, bộ phận phiên dịch, bộ phận quân sự, bộ phận bảo vệ đến bộ phận báo chí, tiếp tân, quản trị đều hết sức cố gắng làm tốt phần công việc của mình, đồng thời hết sức đoàn kết, tương trợ lẫn nhau nên đã góp phần giúp cho phái đoàn làm việc thuận lợi và an toàn, góp phần vào thắng lợi của hội nghị. Bên cạnh những cố gắng ưu điểm là cơ bản anh em cũng tự phê bình và phê bình về những thiếu sót sau đây cần rút kinh nghiệm. Về văn phòng thì có đồng chí Văn Thư khi đi đã bỏ quên một cặp tài liệu trong ngăn kéo của đồng chí trong đoàn nên sau phải điện cho đồng chí còn ở lại để lấy mang về. Mặt khác, trong việc liên lạc giữa phái đoàn và trong nước bằng điện mật đã không mang máy vô tuyến điện đi cho nên mọi điện mật từ phía đoàn gửi về và từ trong nước gửi sang đều phải nhờ Trung Quốc đánh giúp do đó mọi báo cáo của đoàn, họ chỉ trị của trung ương, trung quốc đều nắm được về bộ phận tiếp tân báo chí thì không được sao đầy đủ nhiệm vụ, phương châm tiếp khách cho phù hợp với cuộc đấu tranh về chính trị ngoại giao trong tiếp khách thì chủ yếu chỉ nói về tình hình kháng chiến, ít nói về tình hình đấu tranh trong hội nghị nên thiếu tính thời sự, thiếu sức mạnh trong việc đấu tranh chống thái độ ngoan cố của chính phủ lanien bidau làm cho chính phủ này sớm bị cô lập và sớm bị mất tín hiệu và sớm bị đổ. Về bộ phận y tế thì chỉ có một bác sĩ không có y tá chuyên nghiệp nên phải lấy đồng chí Nho làm thay y tá. Về bộ phận bảo vệ thì đi ít người quá, chỉ có hai đồng chí trong đó một đồng chí đã phải chuyên trách làm công tác bảo vệ tiếp cận đồng chí trưởng đoàn, còn lại một đồng chí thì phải kiêm mọi công việc, việc canh gác bảo vệ nhà ở của phái đoàn không có người chuyên trách nên anh em cán bộ nhân viên phải chia nhau luân phiên canh gác đêm ngày đó là những vấn đề cần rút kinh nghiệm để khỏi có những thiếu sót về sau. Sau khi kiểm điểm công tác xong, anh em các bộ phận tiến hành ngay các việc chuẩn bị đúng như chỉ thị của đồng chí Phạm Văn Đồng để ngày 23 tháng 7 có thể lên đường về nước. Trên đường về nước, đoàn ta có ghé qua Cộng hòa Nhân dân dân chủ Đức, Liên Xô và ngày 2 tháng 8 thì về tới Bắc Kinh. Ở đây, Thủ tướng Chu Ân Lai đã tổ chức chiêu đãi đoàn. Trong buổi chiêu đãi này, đồng chí Phạm Văn Đồng nói là ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương mới là giai đoạn đầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc của ba nước Đông Dương. Đối với Việt Nam thì còn phải tiến hành đấu tranh để thống nhất đất nước. Đối với Lào và Campuchia thì còn phải đấu tranh để thực hiện dân chủ. Nhưng chua lai thì không nói gì đến việc thống nhất Việt Nam cũng không nói gì đến Campuchia, Lào mà chỉ nhấn mạnh rằng đây là giai đoạn hòa bình trong một thế giới cần phải tiếp tục đấu tranh cho hòa dịu quốc tế điều này chứng tỏ điều quan tâm chủ yếu của Trung Quốc là làm sao có hòa dịu với đế quốc để Trung Quốc yên tâm xây dựng nước mình có cho mạnh. Còn việc giải phóng các dân tộc nhỏ khỏi ách đô hộ của đế quốc thì họ không quan tâm lắm. Ngay cả việc thống nhất nước Việt Nam là nước đồng minh của Trung Quốc, họ cũng không thực sự quan tâm. Sau khi dừng lại tại Bắc Kinh và dự chiêu đãi của Trung Quốc xong thì ngày 4 tháng 8, đoàn ta lên đường về nước bằng xe lửa đến biên giới Việt Trung thì đoàn đi xe ô tô về việt bắc cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe một phần tiếp theo mình sẽ